Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình. Hiện nay, cơn bão số 5 đang ở trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do tương tác với không khí lạnh tràn xuống vào ngày 20 tháng 10, nên sau khi tiến vào vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bão số 5 có thể di chuyển ngược lại theo hướng Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 5 nên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại những vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Dự báo thời tiết trên đất liền đêm nay và ngày mai. Khu vực Bắc Bộ có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Chuyển sang thời tiết tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, miền núi và thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất là 30 độ. Kết thúc bản tin dự báo thời tiết là phần nhiệt độ các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.